chào các anh chị. Thì đây sau lưng Hải, đây là một cái loại dược liệu mà chúng ta có thể áp để sử dụng vào cái vấn đề trị liệt cân và vô sinh nam. Lúc trước Hải cách đây mấy ngày Hải đã chia sẻ với chị mình. Trong cái video đó Hải cũng đã có đề cập đến một cái loại là sâm cau đỏ, như đầu video Hải cũng đã chia sẻ với chị mình rồi. Thì cái loại sâm cau đỏ này, sâm cau đỏ này, cái vấn đề của sâm cau đỏ này người ta còn hay gọi là cây bồng bồng, và người ta thường hay nói là cây bồng bồng này không có tác dụng trị bệnh. Thì hôm nay Hải lại làm rõ cho anh chị mình. Đây Hải đã nhổ một ít sâm cau đen rồi. Sâm cau đen thì hôm trước Hải cũng đã chia sẻ rất kỹ cho anh chị mình. Đây hoa nó, đây hoa nó màu vàng, đây đây và củ nó, đây đây củ nó đây của anh chị mình nè. Đây đó, của anh chị mình thấy củ nó không? Mình sẽ bứt cái rễ ra cho các anh chị thấy cái củ rõ ràng ha. Đó. Rồi, củ nè. Đó. Thì cái sâm cau đen này là gọi còn gọi là cái tiên mao. Tiên mao là gì? Mao là những cái này nè các anh chị. Mao là những cái này nè, những cái rễ của nó nè. Đó, gọi là mao. Đó, tiên mao. Đó. Còn đây là cái sâm cau đỏ mà trên thị trường hiện tại thì rất là nổi tiếng và có rất là nhiều vấn rất là nhiều cái gọi là cái bình luận về vấn đề này. Đó. Thì có người nói tốt, có người nói không tốt, có người không có vấn đề gì. Thì hôm trước Hải cũng đã chia sẻ với anh chị mình là cây bồng bồng là nó không có tác dụng về tác dụng trị bệnh về giống như cây sâm cau đen này là đúng. Thường cái bồng bồng thì người ta còn hay lầm tưởng là tại vì bồng bồng nó có hình như xem biết là có một số loại, trong đó cây bồng bồng biển là cây lá hen. Cây lá hen là cái cây mà nó trị hen suyễn rất là tuyệt vời. Đó. Cái lá hen đó thì cái bộ phận nó, cái lá của nó thì nó giống như lá mít vậy đó. Về miêu tả của khoa học, những cái trang y dược á, thì người ta nói là cây bồng bồng biển là cây lá hen. Cái lá của nó như lá mít thì mình cũng có để video, để cái hình ảnh trên video của anh chị mình tham khảo ha. Còn đây là cái bồng 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 núi, bồng bồng vùng cao. Cái này bồng bồng này thì nó cây nó giống như là cái cây thiết mộc lan, cái cây phát tài lớn, loại lớn mà khi chúng ta hay trồng kiểng. Nhưng mà cái thân nó thì thân nhỏ, cái thân nó cũng bằng ngón tay cái nè, bằng ngón tay hoặc là bằng nửa cầm tay là lớn lắm rồi. Hoặc cái bụi của nó lên nhiều cây, mỗi cây nhỏ nhỏ đó. Và khi đào lên thì cái rễ của nó đỏ như thế này, đó cũng là một cái dạng bồng bồng. Thì dạng bồng bồng này nó vẫn có cái tác dụng giống như cái cây sâm cau đen này đó. Này gọi là sâm bồng bồng ở trên vùng cao nha, chứ không phải bồng bồng biển nha. Bồng bồng biển là cây lá hen, còn cái bồng bồng này là bồng bồng trên vùng cao, còn hay gọi là sâm đỏ, sâm cau đỏ. Bởi vì cái cây nó giống cây cao, thân trụ giống cây cao đó, tác dụng nó giống như cây cau đen này, cây sâm cau đen này. Nhưng nếu vì sâm cau đen này tác dụng là 10, tác dụng của nó mạnh 10, thì cái cây sâm cau đỏ này chỉ 3 thôi, nó yếu hơn rất là nhiều, tác dụng rất ít đó. Nhưng nó vẫn có tác dụng, tại có một số của anh chị mình nói là nó không có tác dụng là không đúng. Nó có tác dụng nhưng mà yếu, ít, chỉ 3 thôi. Đặc biệt nó giúp chúng ta mát mẻ cơ thể rất tuyệt vời và kích thích tiêu hóa. Còn cái sâm cau đen này thì nó rất mạnh, nó cực mạnh. Nó trị rất là mạnh đó. Như vậy thì chúng ta đã có hai cái thông tin, một cái thông tin rất là rõ ràng về cây sâm cau đỏ và cây sâm cau đen, tác dụng như nhau, những cái tác dụng của nó trị về những cái bệnh giống nhau, nhưng cái công dụng của nó thì thấp hơn. Cái này thấp hơn, cái này cao hơn, cái này 10 phần, cái này 3 phần thôi, nó chỉ 3 phần thôi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã rõ ha. Như vậy thì hôm nay đã chia sẻ xong cái vấn đề về sâm cau đỏ và sâm cau đen. Đó, sâm cau đỏ và sâm cau đen. Đó, như vậy thì chúng ta đã nhìn rất là rõ ràng đúng không? Và bây giờ Hải sẽ có những cái tin vui cho các anh chị mình. Đây các anh chị. Giờ dẹp cái sâm cau đỏ qua bên đây các anh chị mình ha. Đây. Đây là cây sâm cau đen nhỏ đây. Đây. Các anh chị mình thấy rễ nè, củ nè. Ở đây là cái vùng ngập nước, mưa nhiều nó ngập nước cho nên những cái củ này nó sẽ đụng nước, nó sẽ bị thối. Nó không giống như những cái cây sâm cau đen ở vùng cao mà cái củ nó dài ha, củ nó dài. Còn cái củ này á, nó đụng nước nó thối khúc dưới hết, còn khúc trên không à, giống như thế này. Đây, có anh chị mình nè, thấy nó thối nè. Đây, đây cái hiện tượng nó thối nè, có anh chị mình thấy không? Đó, đây, nó thối nè, đó. Nếu nó không thối thì nó sẽ dài ra, giống bây giờ ở trên vùng cao, đây.
nó mới mọc, nó chưa đụng nước thì nó dài như thế này, cái củ tới đây luôn các bác chị mình. Nó mới nhỏ thôi đó. Rồi, đây là cái niềm vui của bánh, cái tin vui đây. Mình sẽ nhổ. Hồi đó thì mình cứ chờ cho nó rụng trái hết đi, rồi mình sẽ nhổ 10 cây mình tặng các anh chị mình. Nhưng bây giờ để tới chờ đó lâu lắm, nhiều của anh chị mình cần, thì bây giờ hãy sẽ nhổ cho các anh chị mình một số cái cây cây con như thế này nè. Nhổ mình bứng lên và mình bó bầu lại. Hoặc là mình làm sao đó. Rồi mình sẽ gửi cho các anh chị mình mỗi người là 3 đến 5 cây. Mình sẽ tặng cho các anh chị mình đầu tiên là 5 suất. 5 suất ha. Đó. Hoặc là 10 suất đi. À, tặng các anh chị mình mỗi người là 3 đến 5 cây nhỏ như thế này nè, để chúng ta về làm giống, có rễ như thế này. Và 10 suất. Ha, 10 suất ha. Rồi, như vậy thì cũng vài bữa nữa thôi. À, mà khi nào mình đăng cái video lên đó thì cô bác chị mình hãy vào và đăng ký tên ha. Còn video này cô bác chị mình đăng ký tên thì không có tác dụng gì đâu. Tại video này mình chưa có tặng. Cái video mà mình tặng á thì cô bác chị mình mới vào đăng ký tên, thì video đó thì người nào vào sớm trong 10 người đầu tiên thì mình sẽ tặng, với cái điều kiện là ghi rõ địa chỉ, họ tên và cái số điện thoại. Mà để từ tới đó đi, cô bác chị mình cứ theo dõi ha. Tới đó đi không biết ngày mình tặng ngày nào. Thì cô bác chị mình theo dõi thường xuyên ha, rồi mình sẽ có thông báo cho bác chị mình, rồi chúng ta vào sớm để nhận quà. Còn nếu vào trễ mà người thứ 11 thì mình hãy hẹn dịp sau. Đó. Mà người nào thật sự cần thiết thì nên đăng ký tên ha. Đấy, cũng tặng rất là nhiều lần rồi. Lần nào cũng bị có một số của bác chị mình không có nhận hàng. Có một hai người thôi không nhận hàng trả về cho mình. Thì như vậy thì rất tiếc, bởi còn rất là nhiều của bác chị mình cần. Nhưng không được, mình được thì mình nên, nói chung là nên nhận hàng. Nhận thì nếu mà không thích thì muốn dục hay gì thì Hải cũng vui, bởi vì đã nhận hàng. Còn không nhận hàng trả ngược lại cho Hải thì cái dược liệu đó thì Hải tặng của bác chị mình tươi để làm giống. Mà nó đi vòng quanh thế giới hết đâu 9-10 ngày thì quay về thì nó sẽ khô rồi. Không được không còn tận dụng nữa, Hải cũng không trồng lại được nữa. Thì như vậy thì rất là uổng ha các bác chị mình ha. Rồi, mỗi người 3 đến 5 cây này. Và Hải sẽ tặng cho 10 người. 10 người đầu tiên, nhưng nhắc lại là video này á, của anh chị mình không, mình đăng ký cũng không có tác dụng nha. Và mình video này mình không có tặng, để vài bữa nữa đi, rồi mình sẽ tặng cho anh chị mình ha. Vài bữa nữa khi mà mình tặng, mình đăng video lên thì mình thông báo là hôm nay mình tặng cây sâm cao đen, của anh chị mình vào đăng ký tên sớm thì nhận hàng. Thì lúc đó của anh chị mình đăng ký tên thì mới có tác dụng ha. Đó, rồi như vậy thế này. Rồi thì hôm nay đã chia sẻ xong cho các anh chị mình vấn đề thực hư về cái cây sâm cao đỏ này và cây sâm cao đen này, tác dụng nó như thế nào. Và cái cây bồng bồng thực ra nó là cây gì. Rồi thì cuối video Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hải thì không biết nói gì hơn là luôn tìm những loại dược liệu, dược thảo có lợi cho sức khỏe chúng ta để Hải chia sẻ của anh chị mình, thì để tham khảo khi nào của anh chị mình bị bệnh mà đường cùng hết tiền, đường cùng không có tiền chạy chữa bệnh đường cùng, thì chúng ta tham khảo những bài thuốc này. Nếu như muốn nếu như mà nó hợp lý thì chúng ta có thể là, một là chúng ta có thể là kỹ hơn thì chúng ta có thể hỏi những người có kinh nghiệm, ví dụ như bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta sử dụng những bài thuốc như thế này. Nếu như chúng ta cảm thấy tin tưởng thì chúng ta sử dụng. Đó là những người có hoàn cảnh khó khăn, đường cùng ha. Còn các bác chị mình còn tiền thì cứ đi trị thoải mái thôi, không ai ép buộc mình. Nhưng mà khi mà hết tiền rồi thì nó rất là khổ của anh chị mình này. Rồi thì cảm ơn và chúc anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye của anh chị mình nha.